thấy trả mặt bằng liên tục quá. Mở bên phải chúng ta trả mặt bằng. Các bạn thấy đông vui không? Khu này những ngày mà ngày lễ Tết các bạn xe ốp rất là đông vui. Bán xe ốp rất là nhiều món đông vui. Bánh mì bà Vinh ha các bạn, bánh trái mình nè, bà Nam Vinh ha, thấy nó đông mà cái hàng mua đông nghe luôn. Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Sài Gòn Đẹp Lắm. Chúng ta sẽ tiếp tục những nẻo đường đường phố ban đêm nữa ngoài ha. Thì mình sẽ đi quay Sài Gòn đêm và cho cô chú anh chị các bạn xem. Đây là ngã ba đường Trần Quốc Bản các bạn, ngã ba đường Trần Quốc Bản nhộn nhịp quá, nhộn nhịp về đêm. Đang có không khí Euro vào buổi tối, đường phố vẫn nhộn nhịp các bạn. Rồi chúng ta tới ngã ba cộng cà phê. Đây là quán cà phê rất là đông du khách nha. Hàn Quốc tới chụp ảnh check-in nhà thờ màu hồng. Mình sẽ đi theo đường Võ Thị Sáu nha các bạn, đi theo đường Võ Thị Sáu. Mình thẳng đường Võ Thị Sáu, mình quay những nẻo đường trên Lê Quý Đôn, đường đi đường Lê Quý Đôn, rồi tiếp tục đi Phạm Ngọc, đi đường Võ Thị Nhiệm, rồi bờ Bùi Thanh Quang, rồi mình sẽ ra cách mạng 8, mình đi Nguyễn Trãi, mình đi thẳng Nguyễn Trãi quận 5. Khoảng 7 rưỡi tối mà đường phố đông đúc nhộn nhịp. Đây là ngã tư đường Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Văn Trỗi với đường 6, xin lỗi, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nha các bạn. Nam Kỳ Khởi Nghĩa với Võ Thị Sáu. Mình sẽ quay trái ở đường Lê Quý Đôn.
Rồi chúng ta đi tới đây là nhà hàng Việt Phố. Khu này cũng tập trung đông đúc quán nhậu, quán ăn, quán nhà hàng hải sản các bạn, như vậy nhà hàng hải sản. Bên trái chúng ta là Book Coffee, tên ở khu nhà văn hóa Thanh Thiếu Nhi thành phố. Đây là Tu Sương. Thì mình tới đi thẳng tới cái khu đường Ngô Thị Nhiệm các bạn. Mình sẽ quay thẳng Ngô Thị Nhiệm ha. Đây là cà phê Highland. Thôi rồi đèn đỏ rồi mình chậm lại thôi. Thì giờ tan tầm mà con tan sở về các bạn. Bên đây cũng là các quán nhà hàng à. Ở nhà hàng sang trọng á. Khu này nhiều nhà hàng sang trọng lắm bạn. Quán Margaret rồi quán Margaret. Mình quay phải vào đường mình đi đường Ngô Thị Nhiệm các bạn. Đi Ngô Thị Nhiệm mình đi ra đi Ngô Thị Nhiệm mình đi ra cái mạng 8 à. Thì mình đi Nguyễn Đình Chiểu cũng được, mình tới bằng quan mình đi Nguyễn Đình Chiểu. Đây là ngày xưa là khu cà phê, thì bây giờ cũng có cà phê và cũng có mấy cái quán nhà hàng, quán ăn, quán bia, nói chung cũng đông vui khu Ngô Thị Nhiệm. Xưa khúc phía trước là khúc Trương Định là nổi tiếng với lẩu dê đó các bạn, lẩu dê. Giờ thì về bớ rồi các bạn. Đây là trường Đại học Sài Gòn nè, đó cái chỗ lẩu dê bây giờ, hồi xưa là bây giờ là món cà phê hồi xưa. Sườn lẩu dê khúc này, cái lẩu dê rất là đông, lâu đời mình nghĩ là chắc cũng mấy chục năm rồi. Cà phê về lẩu Bồ Minh nè, cái từ này cũng rất là lâu đời rồi. Kì quá. Cũng phải chúng ta là trường Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là lẩu Bò Minh nè. Hồi xưa khu này nhiều lắm, giờ chỉ còn một quán lẩu Bò Minh nè. Là có lẩu dê thôi. Gọi là nói chung là kinh tế khó khăn nè, người dân cũng không bán nữa. Giờ đã xa mấy quận ngoại thành nữa các bạn. Rồi quán Beer Club. Để trái đi, để trái ra. Mình để trái đường này, đường Nguyễn Đình Chiểu. Giờ mình đi ra Nguyễn Đình Chiểu rồi mình đi đường Nguyễn Trãi các bạn ha. Ra một bên đi Nguyễn Trãi.
Rồi mình đi thẳng tới đường Cách mạng 8 mình bên trái. Thì cái khu này là cái khu bán quần áo ngày xưa, bây giờ là cũng tòa nhà văn phòng. Bên trái là nhà hàng. Rồi mình bên trái các bạn. Đây đường Cách mạng tháng 8, chúng ta đi thẳng tới đường Cách mạng tháng 8, bên trái chúng ta có quán cà phê Fila. Đây khu này đông vui nhộn nhịp, gần trung tâm đông vui nhộn nhịp mọi khi. Rồi mình đi một bên vào đường Nguyễn Trãi các bạn. Khu này đang làm tiếng metro các bạn, đường metro đi dọc đây thì từ Bến Thành đi Tham Lương bên phải đây dễ tả từ lâu các bạn ha. Rồi còn khúc dưới đây đây thì bên cũng đang thi công rồi ha, nó đang thi công để tỏa mặt bàn lùi giờ các bạn. Hồi xưa là có cái nhà hàng và vòng xoay ở trên đỉnh tòa nhà, giờ thấy cũng tắt đèn nó thôi các bạn. CC Lia nè, đó, bên trái của mình đó, CC Lia Hotel á, bây giờ là khách sạn luôn rồi, đó, khách sạn CC Lia Hotel, và không còn cái nhà hàng ở đó. Thấy trả mặt bằng liên tục quá. Đó bên phải chúng ta, trả mặt bằng. Rồi chúng ta bắt đầu lộ trình đó, mình đi Nguyễn Trãi, đi phố thời trang Nguyễn Trãi rồi ra quận 5 Châu Văn Liêm, khúc cuối đường Trần Hưng Đạo B rồi mình thấy lộ trình hôm nay. Đó.
bay khu thời trang, thời trang và khu ẩm thực. Và số mình thấy số cái tỷ lệ shop thời trang thì nhiều hơn. Chúng ta tiếp tục đi à, khu phố thời trang về đêm. Cặp cặp chở nhau đi shopping, đi ăn uống các bạn. Đây có cái nhà hàng. Đây nhà hàng, những cái hàng hoa các bạn, trang trí kiểu hoa. Bên phải chúng ta nhìn ký nè, bên trái nè. Bên phải chúng ta là nhà thờ Nguyễn Sĩ các bạn. Nhà thờ Nguyễn Sĩ. Bây cá qua xe taxi muốn quẹo vô cũng không quẹo vô đi gì. Mà cứ đi dữ dữ quá các bạn, không ai đi được. Rồi chúng ta tới Bùng Binh các bạn, Cống Bình, đường Cống Bình Nguyễn Trãi đây. Bánh mì bà Huynh các bạn, bánh trái mình nè, bà Đam Huynh thấy đông mòn cái hàng mua đông nghe luôn. Bắt đầu tới khu khúc này là khu ăn uống rồi. À, hủ tiếu Hưng Phát này, của Nam Vang. Nhà thờ chùa Lâm Tế đây cũng là Beer Club. Akuba nhiều cửa hàng sách thời trang, cũng thương hiệu cũng lạ. Anchor đó. Đây sắp thời trang luôn. Len Clothing quần áo các bạn, cũng đầu tư decor sang trọng các bạn. Khu này đèn ánh đèn đẹp các bạn, đèn của các bán hiệu của shop lên sang trọng, màu vàng mà báo hiệu màu hồng lên nó tươi rối. Đây phụ huynh đưa con cái đi học. Thank you.
Đây đèn đỏ không được đi thẳng các bạn, không có bảng. Thì có xe ra vào ở bên nhà hát Phương Nam nè, cho nên đèn đỏ không được đi thẳng, thường đèn đỏ được đi thẳng nha. Có các bạn ở dưới thì được đi thẳng đó, ví dụ như đèn đỏ mà các bạn ở dưới được đi thẳng rồi. Kichi chuỗi nhà hàng Lỗ Văn Truyền, quán kem mà thức ăn nhẹ. Rồi cơm gà hồng xương. Nhà thuốc Bích Hà. Bên trái và bên phải là các trụ sở ban ngành của bên Bộ Công an và Sở Công an Hồ Chí Minh. Đó thì lộ trình dài của chúng ta hôm nay là tới đường Nguyễn Đình, Nguyễn Trãi đây các bạn. Là một chuỗi lộ trình dài. Xe quá trời xe luôn. Xe hơi các bạn quẹo phải rồi mất một thời gian mình đi qua đường rồi. Xe bên kia quẹo trái nữa. Như làm bị hai xe cắt hết mấy phút rồi qua đường rồi đèn đỏ rồi. Rồi chúng ta ra đây khu shop thời trang các bạn. Đó, shop thời trang quần áo mắt kiến nè, bán hàng rong thấy cũng có ít người mua vắng vắng. Bán giày dép với lại đường, khu này bán giá mềm hơn, khu kia là có những shop sang trọng. Đây cũng những cửa hàng sang trọng quá ha. Đây phố này cũng những cửa hàng sang trọng. Rồi chúng ta tiếp tục phố thời trang Nguyễn Trãi. Đây là đường Nguyễn Trãi các bạn, phố thời trang Nguyễn Trãi. Các bạn thấy đông vui không? Khu này những ngày mà ngày lễ tết các bạn là xe ốp rất là đông vui. Rồi bán xe ốp rất là nhiều món đông vui. Mọi người cũng tranh thủ kiếm chút ít mưu sinh buổi tối các bạn.
có quả mưu sinh. Đây là đường Huỳnh Mẫn Đạt. Đây những cái phố, những cái shop thời trang. Đây là bệnh viện Nguyễn Trãi các bạn, mình cũng quay tuyến đường này ban ngày rất là nhiều lần cho coi chú anh chị các bạn xem rồi. Bệnh viện Nguyễn Trãi. Cũng cho mặt bằng bên trái nè, cho mặt bằng. Rồi chúng ta tới khu Trần Phú, Nguyễn Trãi. Ba đôi 50.000 các bạn, nhiều màu sắc đẹp, tôi nhớ ba đôi 50.000. Bên trái là nhà tang lễ của bệnh viện An Bình các bạn. Tiếp tục chở của quý vị các bạn đi ra quận 5 ngày buổi tối. Đây là bệnh viện quân y nè, 7A nè, bên phải mình. Cầu Dược nói hai bệnh viện với nhau, bệnh viện Chi Phương các bạn, hai khối với nhau. Rồi, tới đây người trái. Cá đi Trần Phú. Rồi tới rồi các bạn, nhà hải sản Mỹ Dương đông vui. Ở đây là đường Trần Phú, Trần Phú đâm thẳng ra ở mình quẹo bên kia cũng được, khu nhà tăng lễ và vườn bên trái đâm thẳng qua đây cũng được. Trần Phú
có đi đâu giữa đường. Đây có các món hoa, bên trái chúng ta là khu vực Đại Thế Giới ngày xưa. Rồi công viên nước cũng là Đại Thế Giới, người dân quen miệng gọi là Đại Thế Giới luôn các bạn. Khu này hướng ra quận 5 nè, đó mình chưa quay buổi tối thì mình quay buổi tối cho các bạn xem. Bây giờ sáng đèn rất là đẹp các bạn. Thì mình sẽ tạo có lợi ích đó, là phố phường ban đêm cho các cô nhân vậy các bạn xem phố đêm. Này mình cũng đi quay ban ngày rất là nhiều lần này. Rồi. Rất nhiều lần quay các bạn, con đường quay thuộc. Bây khu vực bán trà, rất trà. Những ngôi nhà cổ xung quanh đây. Rồi các bạn thấy những ngôi nhà cổ kiến trúc xưa. Bên phải chúng ta kem dừa mình ăn hương vị xưa, kem dừa Thái các bạn. Ăn ở trong phía trong rất là mát. Còn ở đây là khu quận 5 mà ai có tiệc tùng thì cũng mới tới nhà hàng này. Đặc biệt đó, tiệc tùng mới tới. Rồi nước mát, khu bán nước mát. Có tiệc tùng thì sẽ đi tới là cái ngày ấy hơi hai, ngày đó ấy hơi hai. Rồi chúng ta tiếp tục tiến tới đại lộ Trong Văn Liêm, là đường xưa là đường Tổng Đốc Phương, đại lộ rất lớn các bạn. Rồi. Cà phê lên đâu cũng có các bạn ha. Rồi, chúng ta tới xíu là tới hết lộ trình ngày hôm nay. Ở đây là khu vực chợ các bạn, chợ kim, chợ bán vải Sách Kinh Lâm đó, bán đây mà bán ẩm thực đó. Có bán chè phía dưới nữa, phía dưới bán chè.
đông vui các bạn. Ở bên phải chúng ta đây các bạn thấy là quán chè cũng lâu tí lâu đời như xã Đồng Khánh nè, quán chè lâu đời và những cái khu đất hay chung cư đang rào lại các bạn, đó là thương xã Đồng Khánh. Đó, vậy chung cư cũ các bạn nhìn một trò một lầu phản phất cái nét xưa, ví dụ như mình nghĩ hồi xưa dân sống ở đây sao sao mình phản phất với nét xưa. Đây khu trước là nhà thờ Cha Tam, nhưng mà đặc biệt là nhà thờ này cũng thiết kế theo phong cách Á Đông các bạn thấy không, cái mái ngói ở cổng tam quan. Nhà thờ Pasco Xia nè, cổng tam quan mái ngói thì mô phải là mô hoa nè, cổng tam quan mái ngói theo phong cách Á Đông ha. Rồi chúng ta về phải là chúng ta về Nguyễn Trãi thì lộ trình hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi, xin chào tạm biệt các cô chú anh chị và các bạn. Hãy đến với kênh Sài Gòn Đẹp Lắm.